Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng một cách nhanh chóng trên phạm vi cả nước. Theo thống kê của ngành y tế, số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ so với cùng kỳ của năm 2022 tăng lên gần gấp 2 lần. Để có cái nhìn rõ hơn về bệnh đau mắt đỏ, trong chương trình tọa đàm hôm nay, chúng tôi mời đến Phó giáo sư Lê Xuân Cung, trưởng khoa giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương. Xin chào Phó giáo sư. Xin chào Thùy Giang, kính chào các quý vị và các bạn. Thưa Phó giáo sư, số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ đang gia tăng một cách nhanh chóng. Vậy tại Bệnh viện Mắt Trung ương thì trong thời gian gần đây tại bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân đến khám và điều trị như thế nào? Thực ra thì bệnh đau mắt đỏ nó đã kéo dài cách đây khoảng 2 đến 3 tháng rồi. Tuy nhiên thì cái dịch năm nay thì nó có khác với các năm trước, tức là dịch kéo khá dài. Cho đến nay thì vẫn có một cái lượng bệnh nhân khá lớn đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mặc dù những ngày gần đây thì có xu hướng giảm đi nhưng mà nó vẫn còn nhiều. Có những ngày mà chúng tôi ghi nhận 1/3 số lượng bệnh nhân đến khám là bị đau mắt đỏ. Vậy thì theo bác sĩ là tình hình bệnh đau mắt đỏ của năm nay so với những năm trước có đặc điểm gì khác biệt không ạ? So với những năm trước ấy, thì thường là dịch vào những cái mùa nắng nóng, mùa hè ấy, thì dịch nó bùng phát lên. Sau đó thì qua mùa hè đến khoảng mùa thu mát trời thì dịch bắt đầu nó giảm dần đi. Tuy nhiên năm nay thì dịch kéo khá dài. Chúng ta biết là bây giờ đã mùa thu rồi, giữa mùa thu rồi mà dịch nó vẫn còn nhiều. Đặc điểm của dịch năm nay tức là cái mùa đầu mùa dịch ý, thì cái bệnh nó diễn biến rất là nặng. Bệnh nhân bị viêm cấp, mi phù nề vân vân và có rất nhiều giả mạc và bệnh kéo dài hàng vài tuần. Tuy nhiên đến đoạn giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn sau này thì bây giờ này thì dịch nó có vẻ nó xu hướng nhẹ hơn. Có những người thì chỉ bị khoảng một tuần xong là khỏi thôi và cái xu hướng nhẹ hơn. Nhưng mà lại có một đặc điểm là nó biến chứng của giác mạc nhiều. Tức là mặc dù cái viêm kết mạc thì nhẹ hơn nhưng mà cái biến chứng, cái viêm giác mạc thì tỷ lệ nhiều hơn. Thưa bác sĩ, tại bệnh viện mình đã có ghi nhận nhiều trường hợp hay có trường hợp nặng nào do cái biến chứng gây ra không? Trường hợp nặng thì ít thôi. Thì thường cái đau viêm kết mạc cấp do virus hay còn gọi là đau mắt đỏ thì thường là bệnh nó lành tính. Nếu bệnh nhân đến khám và điều trị kịp thời thì thường sau 1-2 tuần là khỏi thôi. Những trường hợp mà bệnh nhân đến muộn hoặc là điều trị phản hóa học thì cái ví dụ như là bệnh nhân tự điều trị mua thuốc về điều trị chẳng hạn thì nó có thể gây những biến chứng viêm mổ giác mạc, thậm chí có trường hợp nặng viêm loét giác mạc. Tuy nhiên cái tỷ lệ viêm giác mạc thì nhiều, điều trị sẽ ổn dần. Thế còn cái lên loét giác mạc thì tỷ lệ ít gặp thôi, chúng tôi gặp không nhiều lắm. Thế qua quá trình khám cho các bệnh nhân thì bác sĩ thấy có tình trạng là bệnh nhân tự ý mua thuốc có nhiều không, và nếu mà bệnh nhân cứ tự điều trị như thế thì có những cái hậu quả như thế nào có thể gây ảnh hưởng đến thị giác của bệnh nhân nhé? Cái tình trạng của bệnh nhân mua thuốc tự tra là khá phổ biến, tại vì cái bệnh này năm nào cũng xảy ra. Và trong tâm lý của người bệnh nhân ấy thì người ta thấy rằng là cái bệnh này là bệnh thông thường thôi, không có gì cả, đau mắt đỏ thôi, và người ta thường là đến ra hiệu thuốc, sau đó thì người ta mua một cái thuốc về tra. Và ở hiệu thuốc thì phần lớn là các dược sĩ thôi chứ không phải có bác sĩ, đặc biệt là không có bác sĩ mắt nữa. Thế ra họ bán cho bệnh nhân một cái loại thuốc, có thể là kháng sinh, có thể kháng sinh kết hợp với corticoid, và bệnh nhân về tự tra. Thế thì thông thường thì có thể bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là bệnh bị biến chứng nặng lên. Ví dụ như là bệnh nhân bị một cái triệu chứng viêm giác mạc mà có loét giác mạc rồi chẳng hạn, và bệnh nhân dùng thuốc tra mắt mà lại có kháng sinh, có cả cortisone nữa thì biến chứng rất là nặng. Và nhiều trường hợp thì rất là đáng tiếc, và chúng tôi có thể duy trì lại cái thị lực cho bệnh nhân. Thế và rất là khó mở và khó nhìn, nước mắt chảy ràn rụa ra. Thì với những trường hợp mà bị viêm kết mạc có giả mạc thì bệnh nhân phải đến khám và bắt buộc phải bóc cái giả mạc đấy đi. Để thứ nhất là để cho nó giảm cái quá trình viêm. Cái thứ hai là vì cái giả mạc nó nằm ở trên kết mạc ấy, để ngăn không cho thuốc ngấm vào được. Khi chúng ta tra thuốc thì không ngấm vào được, và khi bóc giả mạc đến như vậy thì tạo điều kiện cho thuốc ngấm tốt hơn. Theo bác sĩ thì cái việc bóc giả mạc đấy là phải thực hiện ở các cơ sở y tế có uy tín đúng không ạ? Đúng rồi. Cái bóc giả mạc là một cái thủ thuật mà cần phải có chuyên môn chứ mình tự làm được. Tại vì bóc giả mạc nếu không đúng ấy, thứ nhất là có thể gây chảy máu hoặc rách cái kết mạc. Cái thứ hai là có thể gây bội nhiễm các cái yếu tố vi sinh khác, ví dụ vi khuẩn hoặc nấm vân vân. Để mà chúng ta làm không đảm bảo cái vô trùng. Thưa bác sĩ, là hiện nay dịch đau mắt đỏ cũng đã kéo dài đến gần 3 tháng rồi. Có nhiều phụ huynh hoặc là nhiều bệnh nhân cũng thắc mắc rằng là không biết là họ đã bị mắc đau mắt đỏ rồi thì có thể mắc lại không? Và trong khoảng thời gian bao lâu thì có thể mắc lại nhé? Về nguyên tắc khi mà chúng ta bị một cái bệnh gì đó, nhất là bệnh nhiễm trùng và do virus, thì thường cơ thể sẽ có một cái miễn dịch để kháng lại và chúng ta sẽ không bị nhiễm nữa. Tuy nhiên thì cái đặc điểm của đau mắt đỏ là nó có do nhiều nguyên nhân gây ra chứ không phải chỉ một nguyên nhân. Thì thường người ta thấy rằng là đau mắt đỏ hay là viêm kết mạc cấp mà thành dịch ấy, thì nó thường do adenovirus hoặc là enterovirus hoặc là coxsackie.
trong adenovirus thì lại có đến hơn mấy chục cái chủng cái tiếp khác nhau. Vì vậy có thể là bệnh nhân bị một cái nhiễm viêm kết mạc cấp do một cái nguyên nhân này, nhưng lần sau có thể là bị nhiễm một nguyên nhân khác, vì vậy mà có thể vẫn tái phát lại. Hiện nay theo chúng tôi ghi nhận được thì có nhiều vị phụ huynh phản ánh là số trường học có những trẻ mắc bệnh đau mắt đỏ mà các gia đình vẫn cho đi học bình thường, thì về vấn đề này thì bác sĩ có cái khuyến cáo hay có cái lời khuyên gì? Thực ra thì khi mà bị đau mắt đỏ như vậy thì trẻ con nó phải nghỉ học, các cháu phải nghỉ học và phụ huynh rất là lo lắng là các cháu sẽ không theo kịp được nữa. Vì vậy cố gắng đưa cháu đi học. Tuy nhiên thì như vậy là về mặt phòng dịch là không đúng. Tại vì với đau mắt đỏ là một cái dịch, mà dịch thì có lây nhiễm, và nguyên tắc của điều trị tức là mình phải phòng dịch, là phải cách ly cái nguồn lây đó với cộng đồng. Thế thì khi các cháu đi học như vậy thì cái khả năng mà lây nhiễm rất là lớn, vì các cháu thứ nhất là các cháu là hiếu động, thứ hai là các cháu không nắm được các nguyên tắc phòng dịch, thì ra nó rất dễ bị lây nhiễm cho các bạn trong lớp. Vâng. Vì vậy là theo tôi là khi mà các cháu bé mà bị viêm như vậy thì nên ở nhà. Nó có hai cái lý do. Thứ nhất là để các cháu có thể tuân thủ cái điều trị, tại vì là khi đi học như vậy làm sao mà có thể dùng thuốc được, đúng không? Ở nhà thì còn bố mẹ rồi ông bà có thể tra thuốc cho cháu được. Cái thứ hai nữa là ngăn không cho cái dịch nó bùng phát lên, tại vì khi cháu bé lên đến lớp như vậy thì nó sẽ lây cho các bạn, và các bạn để về để lây cho các mọi người trong nhà, và như vậy thì tạo điều kiện cho cái dịch nó bùng phát và nó kéo dài mãi như thế, không hết được. Thưa bác sĩ, là trong đối với một gia đình gọi là một quần thể gia đình nhỏ thì có những cái cách gì để phòng chống mà để không lây lan cho người khác trong một gia đình, không lại cả gia đình lại trở thành một ổ dịch đau mắt đỏ? Thực ra chúng ta phải hiểu là cái dịch này là nó do cái virus nó gây ra, và virus nằm trong cái dịch tiết của nước mắt, dịch tiết của mũi họng, nó đường hô hấp đấy. Khi mà cái dịch tiết đó từ mắt hoặc là từ mũi họng nó bắn ra ngoài và nó, cái giọt bắn đấy nó vào trong mắt người khác và nó lây nhiễm. Ví dụ như ở nhà chẳng hạn thì các bạn bé bị đau mắt đỏ chẳng hạn thì các bạn lấy tay dụi mắt, sau đó cái tay sẽ cầm nắm các vật dụng chung như tay nắm cửa, rồi điều khiển tivi, điều khiển điều hòa vân vân, và người trong nhà cầm nắm vào và dụi đến mắt mình là bị. Cái thứ hai nữa là khi các bạn bị viêm như vậy thì trong cái dịch tiết từ mũi họng nó có cái chứa virus, và khi các bạn nói, ho, hắt hơi thì nó bắn ra ngoài và nó bắn và là lây cho mắt người khác. Ở nhà thì rất là khó có thể, vì nguyên tắc là phòng dịch với những người đau mắt đỏ ấy, là phải đeo kính để chắn cái giọt bắn từ mắt ra, và đeo khẩu trang để khi mình ho, hắt hơi cái thứ thì nó không bắn ra ngoài. Nhưng mà ở nhà thì sao có thể làm như thế được, vì khi các cháu ăn này, khi các cháu nói chuyện vân vân thì nó sẽ bắn ra ngoài. Thế là mình chỉ có cách là mình cố gắng, ví dụ như là các cháu ở nhà thì khi mà tiếp xúc tay với mắt thì rửa tay xà phòng ngay để tránh lây nhiễm trực tiếp này, rồi đeo khẩu trang nhiều nhất có thể này, đeo kính này, thế và cố gắng là giữ khoảng cách để đừng quá gần, tiếp xúc với cháu quá gần. Một số nhà tôi thấy nó cũng hay, tức là các cháu bị như vậy thì cách ly như Covid cho các cháu ở phòng riêng, thế thì nó cũng tránh lây nhiễm cho cả nhà. Vâng. Thưa bác sĩ, thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân đau mắt đỏ thì trong một cái thời kỳ nào, nghĩa là có những cái biểu hiện gì ban đầu cần đi khám sớm ấy, để được bác sĩ điều trị sớm ấy? Nói chung thì khi bị đau mắt đỏ thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đầu tiên là mắt cộm cộm, rát rát, sau đó thì ngứa ngứa và sưng đỏ lên, sưng đỏ dần dần lên. Có những người sưng nề lên và mắt thì nứt tiết nước mắt chảy ràn rụa rất là nhiều, và có người thì còn nhức mắt nữa. Thì nói chung về các bệnh điều trị nói chung thì càng sớm càng tốt. Nếu mà chúng ta phát hiện ra hoặc nghi ngờ chúng ta bị viêm kết mạc cấp thì nên đến khám bác sĩ sớm, để bác sĩ thứ nhất là cho cái điều trị sớm, cái thứ hai là hướng dẫn mình cách để mình phòng lây nhiễm cho người khác. Như thế thì dịch mới có thể là kiểm soát được. Và để hạn chế cái tình trạng lây lan bệnh đau mắt đỏ trong giai đoạn hiện nay thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì đối với người dân và đối với những em học sinh để có thể chủ động phòng bệnh đau mắt đỏ? Thứ nhất là khi mà bị đau mắt đỏ thì chúng ta nên có ý thức phòng dịch cho phòng lây nhiễm cho người khác bằng cách là đeo kính để chắn các cái dịch tiết từ mắt ra ngoài, đeo khẩu trang để tránh những cái khi mình nói hoặc là ho vân thì cái giọt bắn mà có chứa virus nó không bắn ra ngoài lây nhiễm cho người khác. Và khi rửa tay thường xuyên, nếu mà chúng ta tiếp xúc với mắt, dụi mắt rồi tra thuốc thì chúng ta sau đó rửa tay xà phòng để tránh cái nguồn lây từ bàn tay. Thế và hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết, đặc biệt là bể bơi là cái môi trường lây nhiễm rất là nhiều, vì nhiều cháu thích bơi mà đang viêm mắt đỏ thì cũng bơi, và cái dịch tiết từ mắt nó ra bể bơi và lây nhiễm ra cả cái bể bơi đó. Khi mà nếu mà phải đến nơi đông người thì cố gắng làm như vậy, đeo kính, đeo khẩu trang và hạn chế nói hoặc là hạn chế bắt tay vân vân các thứ để giữ khoảng cách với người lành để nó tránh lây nhiễm. Thì thưa bác sĩ, đối với bệnh nhân đau mắt đỏ thì mình có áp dụng như bệnh nhân COVID, tức là mình cũng sát khuẩn rửa tay bằng những cái dung dịch sát khuẩn thường xuyên không ạ? Thực ra thì hai cái nguồn lây đó nó giống nhau về mặt cách thức, tức là cũng là đi đường hô hấp. Ngoài ra và cái dịch tiết từ mắt đấy, thành ra chúng ta nếu áp dụng được cái lây nhiễm như COVID thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên thì vì Covid là cái bệnh mà nó có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng người bệnh, do đó mà cái phòng dịch nó phải chặt chẽ hơn rất nhiều. Thế còn cái đau mắt đỏ mặc dù nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, đến công việc. Chúng ta bị đau mắt đỏ chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thể làm việc được, vì mắt nó sẽ chảy nước mắt ràn rụa, là sưng, là đau nhức vân vân. Thì nó ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy mà chúng ta nếu mà áp dụng được cái phương pháp đấy thì cũng rất là tốt. Vâng. Thưa bác sĩ, với những cái bệnh nhân mà đau mắt đỏ thì bác sĩ có thể chỉ ra những cái biểu hiện ban đầu mà để bệnh nhân có thể nhận biết mình bị viêm giác mạc mà có thể gây biến chứng cho giác mạc. Thực ra thì viêm đây là bệnh là viêm kết mạc cấp do virus, tức là cái kết mạc là cái phần lòng trắng ấy, là cái lớp màng bao phủ lên cái củng màng là lòng trắng ấy, và mặt trong của mi ấy. Thì thường khi mà viêm kết mạc cấp thì bệnh nhân sẽ không ảnh hưởng đến thị lực, tức là nó không ảnh hưởng đến, vì cái giác mạc là cái phần mà chúng ta nhìn thấy là lòng đen đấy, thực ra nó là cái thấu kính trong suốt để cho bệnh nhân nhìn. Thế thì thường khi viêm kết mạc thì nó không ảnh hưởng đến cái việc cái giác mạc đó, và bệnh nhân vẫn nhìn bình thường, chỉ có triệu chứng cộm rồi chảy nước mắt vân vân thôi. Nhưng tại vì người ta đang dùng viêm các cái thuốc chế viêm mạnh này vào đấy, nó bây giờ cái vi khuẩn nó nhiều đến mức đấy. Và nếu chúng ta không điều trị sớm cái viêm giác mạc ấy, thì nó có thể gây những biến chứng nguy hiểm, vì cái viêm giác mạc mới là cái yếu tố đe dọa cái thị lực cho người bệnh. Vâng. Thưa bác sĩ, hiện nay là nhiều bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ thì cũng được khuyến cáo ở nhà, chẳng hạn như là với học sinh thì nghỉ ở nhà, hoặc là với những người đi làm thì cũng nghỉ ở nhà cách ly. Nhưng mà có nhiều người khi mà nghỉ ở nhà họ lại dù đang mắc bệnh đau mắt đỏ thì họ vẫn xem điện thoại hay là xem tivi, xem máy tính rất nhiều. Thì theo bác sĩ thì với những bệnh nhân nó đau mắt đỏ như vậy thì chúng ta có phải cách ly hay là hạn chế xem những cái thiết bị điện tử đấy không ạ? Vâng, câu hỏi này thì tôi cũng được nhiều bệnh nhân hỏi là em ở nhà thì em có thể dùng điện thoại hoặc là máy tính được không? Thì tôi cứ trả lời vui thế này, tức là khi mà đau mắt đỏ thì giống như con người ta bị ốm ấy, mà nó ốm thì đừng cho làm việc. Nếu chúng ta mắt nó đang viêm như vậy, đang yếu như vậy mà chúng ta lại cho nó, bắt nó phải làm việc. Mà chúng ta biết là khi mà dùng điện thoại, máy tính thì mắt nó mỏi rất là nhiều. Thế và khi mà dùng như vậy thì mắt sẽ nhỏ, mức nhức mỏi hơn, và nó sẽ làm cho cái điều trị nó lâu khỏi hơn. Và một cái nữa rất quan trọng, tức là khi mà chúng ta dùng điện thoại, máy tính ý, chúng ta sẽ không tuân thủ điều trị. Biết là ví dụ bác sĩ dặn là một ngày tra 4-5 lần chẳng hạn, thì cứ mấy tiếng tra một lần đấy, nhưng mà khi chúng ta lướt điện thoại, chúng ta gặp cái tin hay hoặc cái gì đấy chúng ta đọc, nhưng khi quá cái thời gian tra thuốc đi thì làm cho thuốc, tức là không tuân thủ điều trị, và như vậy thì sẽ làm cho bệnh nó lâu khỏi hơn. Vâng. Thưa bác sĩ, hiện nay trong một gia đình có người mắc bệnh đau mắt đỏ và cũng có người chưa mắc bệnh thì cũng có ý kiến cho rằng là với những người chưa mắc bệnh thì có thể nhỏ một cái loại thuốc gọi là dự phòng ấy, thì theo bác sĩ thì cái vấn đề đấy có đúng hay không? Viêm kết mạc cấp do virus thì nó không có thuốc điều trị đặc hiệu, cho đến nay chưa tìm được thuốc điều trị đặc hiệu, mà chủ yếu là dựa vào cái đề kháng cơ thể chống lại virus đó. Và những thuốc bác sĩ cho chỉ để mục đích là dự phòng cái bội nhiễm, các nguyên nhân khác thôi. Ví dụ như là khi bị viêm kết mạc cấp thì bề mặt nhãn cầu nó bị tổn thương và làm giảm sức đề kháng, thì nó dễ bị bội nhiễm cái yếu tố vi khuẩn, nấm vân vân, thì bác sĩ thường cho một cái thuốc kháng sinh để chống bội nhiễm, cho thuốc dinh dưỡng và có thể cho thuốc chống viêm, chứ còn không có thuốc thì không có thuốc điều trị đặc hiệu. Và khi không có thuốc điều trị đặc hiệu thì chúng ta không có thuốc để dự phòng. Vì vậy mà dự phòng chủ yếu là bằng tránh cái lây nhiễm thôi, giống như dự phòng dịch ấy, nó tránh lây nhiễm từ cái dịch tiết mà có virus vào cái mắt của mình thôi, chứ không có thuốc dự phòng gì cả. Còn ví dụ chúng ta có thể tra nước muối rồi vân vân các thứ để rửa trôi cái bụi bẩn trên bề mặt nhãn cầu thôi, chứ còn không phòng được cái virus. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là với những cái bệnh nhân mà đã mắc bệnh đau mắt đỏ xong thì mắt của họ cần chăm sóc như thế nào để cho gọi là giữ được đôi mắt luôn khỏe? Sau khi đau mắt đỏ thì mắt thường yếu hơn bình thường, và một cái biến chứng hay gặp là nó bị khô mắt. Sau khi mắt đỏ thì mắt nó khô nhiều lắm, cái trực tiếp trong mắt nó giảm đi. Vì vậy là sau khi mà đã điều trị khỏi rồi ý, thì chúng ta vẫn cố gắng hạn chế làm việc bằng mắt trong một thời gian nhất định, và dùng các nước mắt nhân tạo, các thuốc dưỡng mắt bôi trơn rồi nước mắt nhân tạo tra để cho mắt nó khỏe hơn. Để có một lời khuyên dành cho mọi người thì có đôi mắt khỏe mạnh thì theo bác sĩ thì mọi người cần hàng ngày thực hiện vệ sinh hay cách phòng bệnh như thế nào ạ? Điều đầu tiên là phải có một cái thói quen làm việc khoa học đối với mắt. Là khi chúng ta hiện nay thì cái công việc
rồi cái cuộc sống chúng ta làm việc rất nhiều với các thiết bị kỹ thuật số, đúng không ạ? Thế thì và nhiều khi lạm dụng, kể cả người không phải người trẻ làm việc đâu, người già bây giờ cũng lạm dụng rất là nhiều cái thiết bị kỹ thuật số. Thì chúng ta phải có một cái thói quen làm việc một cách khoa học để sao cho mắt được nghỉ ngơi nhiều, và chúng ta có giữ gìn vệ sinh sạch sẽ mắt. Ví dụ như là hiện nay thì môi trường bụi bẩn rất là nhiều, và khi chúng ta đi ra ngoài đường về, chúng ta có thể lấy nước muối sinh lý các loại nhỏ mắt, mình nhỏ rửa trôi bụi bẩn đi. Thế và khi mà có bất cứ một cái vấn đề gì về mắt, chúng ta thấy bất thường, cho nên đến khám bác sĩ, đừng để nó quá muộn. Ngoài ra thì chúng ta có thể là mình có chế độ ăn uống cân bằng, nhiều vitamin, nhiều rau xanh vân vân, và tập luyện để cho cái toàn bộ cơ thể nó có một cái sức đề kháng tốt. Thì khi mà cơ thể khỏe mạnh thì cái mắt nó cũng khỏe. Như vậy nó sẽ đề kháng tốt với các yếu tố gây bệnh. Vâng, còn vấn đề là bổ sung các loại thuốc vitamin A, theo bác sĩ thì mọi người có nên bổ sung vào cái thời gian nào, hoặc là trong một năm bổ sung như thế nào? Bình thường khi mà chúng ta có một chế độ ăn cân bằng thì chúng ta không cần thiết phải bổ sung vitamin đâu. Vitamin chỉ khi mà có một số bệnh lý mà nó mà cơ thể người ta không hấp thu được cái vitamin thì chúng ta mới cần. Hoặc là ví dụ như mắt mà làm việc quá nhiều, chúng ta có thể bổ sung vitamin A, vitamin nhóm B vân vân, hoặc omega 3 là cái thuốc nó những cái thuốc mà nó tốt cho cái điều tiết của mắt cũng như là tốt cho cái võng mạc. Tuy nhiên thì không cần thiết phải như vậy, không cần thiết chúng ta phải bổ sung liên tục đâu. Nếu mà chế độ ăn tốt và cân bằng thì không cần thiết bổ sung vitamin. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của Phó Giáo sư Cung về cách phòng bệnh cũng như chăm sóc cho người bệnh mắc bệnh đau mắt đỏ vô cùng hữu ích. Xin cảm ơn Phó Giáo sư đã tới tham dự chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau ạ.